Sau khi mấy chị em đã ăn sáng xong, bây giờ thì đi mua đồ nha các bạn. Giờ nhà đang thiếu cái đồ đập nước đá thì ăn ghé gian hàng mua nước đồ đập nước đá trước. Cái nào con? Ngồi cái đó nó sáng lắm. Màu tối đi. Màu tối đi con ơi. Nè cái màu này á, dạ, màu này dày nè. Cái này á, bây giờ nè. Ừ, cái này được nè, con lấy đi. Cái này nó mềm hơn không? Này bằng bao gì ha? Ờ, nó có kim tiết trong thế nè. Đúng không? Hay là lấy cái này đi. Lấy cái này được không? Đập nó có vô kim tiết không á? Không. Cái này nó đâu có chạy đâu, cái này nó trắng hả? Vậy hả? Trắng rồi chị. Vậy lấy cái này nha. Rồi con gỡ ra lấy cái này đi. Mình phải gỡ ra từng cái mới được con ơi. Nó dính ở đâu rồi? Gỡ ra ba cái. Gỡ từ cái này không? Ừ. Rồi, lấy cái này đúng không? Nè Dương cầm Dương. Cái nào? Cái này phải không? Cái này đi chị ơi. Chị máng này vô. Hai cái giống nhau mà. Coi cái đít nó có lủng không? Em coi cái đít nó có lủng không? Ở đó chị mua về cái đít nó lủng. Lủng cái đít nữa. Bẻ cái đít ra. Cái này mình chắc không phải mai lợi chị nó dở. Nè con bỏ vô đi cho gì? Ủa đâu rồi? Cái mối buộc. Ủa cái này ai bán rồi vậy? Cái gì trong đó? Vô chậm trả tiền. Vô hỏi nhiêu cẩm? Sáng làm gì nhà Nhi? Không dục ghét. Dê ăn đã. Dê ơi, 5 ngàn. Vậy ơi, vậy có bán khuôn đổ bánh răng không gì? Vậy hả? Nhiều quá cảm. Có gửi gì? Chắc phải hình như là còn muối gì nữa ta. Tới chợ cứ quên mất tiêu rồi. Em mua gì cả? Em mua áo bên kia hả? Bên kia hả? Thôi giờ mình đi mua khuôn trước đi rồi mình vòng bên kia. Giờ đi mua khuôn đi, tiếp tục đi mua khuôn nha các bạn. Đi, phía sau á. Ở đây người lớn tuổi cũng nhiều quá ha. Ôi, đồ ở đây dành cho người lớn tuổi cũng nhiều nè Cẩm. Ôi, nó đậm nha. Đi đi qua đường này đi. Nhi ơi, bữa nay em không có khuôn là chắc đánh đòn con quá Nhi. Tại con mua không có gì em. Chứ để về mấy con chặt thì đâu mà phải thương quá chứ gì. Vậy con nói về em là có. À. Không, đằng kia kìa, chị thấy có đằng chỗ. Chỗ tập quá lớn rồi, có không? Dạ. Hình như là bên đây có nè. Hả? Hỏi đó có không? Chị qua đây cái đã. Mình chia nhau đi. Cô ơi, ở đây cô có bán đồ đổ bánh lăng không cô? Cái khuôn đổ bánh lăng á. Khuôn mũ á. Hả? Cô có bán cái khuôn mũ mà đặng tụi con đổ bánh lăng á. Rồi, vậy là hôm nay chia tay không có làm được bánh lăng cho tụi con ăn nha. Buồn hay vui? Hả? Ủa, cái hũ cao câu câu rồi con. Hổ cao câu câu mà cao hả? Không, không có rồi. Cái hổ mà cao á. Dạ không ấy, lát con với chị Cẩm đi chợ đi. Chợ nào? Chợ lớn dưới đi. Chợ Đất Đai á. Xe có hết điện đó. Hả? Thôi, cái đó kẹo đó con à. Giờ đi mua trứng đi hả? Cái hổ cao. Ở đây có chỗ nào bán khuôn câu câu không? Khuôn mà con đổ bánh lăng không gì? Chỉ cho con cái khuôn đổ á hả? Ở chỗ này có bán không? Không hỏi rồi, em không có bán. Không có chứ, chị đi chợ lớn nè. Bên đó rồi có không? Không có luôn. Có thì mất đi chợ rồi. Qua chợ lớn bên đây chợ bằng quà bên đó. Dạ, thôi có cảm ơn cái gì?
cái khuôn đó nó cũng hơi khó tại vì cái khuôn tròn không vậy ừ đúng rồi cũng bao chị Vũ ơi chị Vũ nào ơi chị Cảm qua chị Vũ cô có kêu chị Vũ chia lại chị Vũ nào dạ chị Vũ bên vàng bông gòn vậy thôi nếu nếu mà có khuôn á thì gì mình mua trứng đi hay là tụi con quẩn mua trứng luôn chị mua trứng đi thôi mình đi vô chợ mua trứng đi kêu chị Vũ chia lại hả còn mấy chục khuôn về con gòn ăn nhiều mấy con ăn nhiều nè Cảm ơi đi vô mua trứng đi Cảm em tính đi mua đồ hay gì ai thích ăn sống nè hay là ăn chín con ăn sống ăn chín chín có trái gì ăn sợ nó dội á ăn trái sống sống đi cho nó an toàn Seri ở quê mà sao giá nó cũng cao vậy ta? Bao nhiêu được rồi con ơi? Sợ nó dội quá. Cắn giùm em đi chị. Bao nhiêu tính bao nhiêu? Cái chút đi 10 ngàn thôi, có trái gì có hai trứng gà nhiêu chục cô? Gà nó 28 ngàn 28 ngàn chục hả? Còn trứng vịt? Vịt cũng vậy à? Dạ, cho con xin cái bọc đâu rồi, kẹo bông gòn đâu rồi, đem ra đây khoe các bạn coi. Ôi, tương ngon quá. Đây, trứng gà. Ồ, nó có cái mọc luôn. Nó cũng mọc luôn ha. Nè trứng gà đóng mọc luôn nè. Bốn trứng, năm trứng, sáu trứng. Cho một con hai ống vani. 2 4 6 7 8 9 10. À, một bịch sữa tươi nhỏ có đường là bao nhiêu ml hả cô? Giang làm nhiều hay làm ít vậy? Hả? Giang làm nhiều hay làm ít vậy? Làm 10 trứng. Làm 10 trứng Giang lấy 2 bịch đó. 250 phải không con? 220. Vậy là cho con 2 bọc sữa tươi không đường, 2 ống vani. Con đếm mà đủ 10 trứng chưa? Hôm nay mấy chị em đã đi chợ mua đồ về nhà rồi các bạn. Giờ mình sẽ về nhà làm món ăn. Giờ mời các bạn về nha. Ồ, đây chỉ gỗ thôi, không có xài. Được. Ủa cho quận đi, con có chở Giang đâu. Thì có quá. Về Giang, chở con đi không? Được. Trời, nước dữ gì Cảm? Dạ, nước lên rồi lát. Rồi sang quần lấy đồ vô, lấy đồ vô. Thôi, nước lũ dâng cao rồi các bạn ơi. Mới chỉ có buổi sáng đi chợ về thôi mà nước nó đã lớn như vậy luôn á. Hôm nay nước quá lớn rồi. Lát nó lên. Trời ơi, ngoại ơi. Mà sao mà con mới có đi có một tiếng đồng hồ mà nhà thay đổi dữ vậy ngoại? Ôi trời đất ơi. Lấy cái cây này mình bơi đi. Trời các bạn ơi, cho nên là né né sáng giờ nó cút xuống rồi. Giờ mình sẽ chài lại cái chòi cho nó sạch. Đi chợ về lúc sáng. Ông ngoại nói là về khi về nhà, ông ngoại nói nó lên rồi, giờ nó cút xuống rồi đó, mà nó còn nước như vậy á. Lúc sáng đi chợ lúc 6 giờ, 8 giờ về thì nước nó như vậy đó các bạn. 2 tiếng đồng hồ thôi mà đã thay đổi gì rồi đó.
cái mền phế phía trước đó là nó bị dơ luôn. Ông ngoại phải về qua bên kia để phơi luôn rồi. Dốc, có một cái tủ lạnh này đó, dốc vô coi đi. Cái thùng, cái nồi luôn. Giang đưa đó. Ơi còn lột cho nè. Cái này nào chị đi. Chờ chút nè. Chờ chút đi dẹp này đó. Cái gì vô? Cái bông gì đó. Chó mau. Để đây. Mình hôm nay thế nào các bạn? Cho dán cho xà bông ơi. Dạ. Ta dán lỗ quá nè. Vậy luôn ha. Hôm nay nhận vui không các bạn? Các bạn cùng tham gia trà nhà nha. Tại vì sáng nay á về cái ông ngoại nó nước ngập rồi. Nó cút xuống rồi mình phải trà lại. Rồi đây. Mà tương lai là chắc cây phải chạy hết ra ngoài luôn. Dốc đi mình ha, giữ gốc sau. Cả nhà mình sẽ làm cái món là bánh lăng. Thì mấy dì cháu mình đang xúm xích nhau làm. Lúc sáng thì có đi chợ ở Thành Hòa về. Giờ thì mình sẽ làm cái món bánh lăng này nha. Giờ mời các bạn cùng làm nha. Thì tôi có nắp trứng đi. Giờ 10 quả trứng thì đúng rồi, mình đập 6 quả trứng thôi. Còn 4 quả trứng còn lại á thì chưa. 6 quả trứng còn lại á thì con lấy chồng đỏ thôi, chừa lại chồng đỏ. Sao để nhỏ vô cái này đi. Chờ tiếng đập cửa ngộ vậy rồi sao lấy ra. Đập thêm cẩn thận nha, cẩn thận. Ôi. Lấy chồng đỏ quả chồng trắng. Lấy muộn lấy chồng đỏ gì. Trời ơi. Thôi. Lấy muộn ra. Giờ mình hả? Có 3 trứng hồi nãy thầy nghe đó là tại vì mình đã tách cái lòng đỏ với lại lòng trắng rồi, xong giờ thì mình sẽ cho cái phần lòng đỏ này vô. Nó là mình sẽ làm 6 quả trứng đầy đủ và mình thêm 4 cái lòng đỏ nữa. Rồi sau khi mà mình đã tách cái lòng đỏ, lòng trắng rồi, mình sẽ quậy lên. Quậy lên nhưng mà quậy nhẹ tay thôi. Làm sao vậy vậy? Quậy cho cái lòng đỏ, lòng trắng là mình quậy nhẹ nhàng thôi. Nhiều quá thì nó sẽ, bánh lăng nó sẽ bị gỗ. Con cũng xin lỗi á, thì thôi. Mình quậy theo chiều kim đồng hồ các bạn. Từ từ con đừng có xịt kiểu đó là văng đó. Bắn như là bắn súng đó. Mình lấy đi. Đi sửa vô nha. Để sửa vô. Thấy chưa? Bắn súng đó thấy chưa? Lên một. Con móng. Cái bánh lăng này nè làm rất là đơn giản. Như học nha con. Rồi nữa làm.
đem lên trường học bán nè. Ở chợ bán nhiêu cái? 3.000. 2.000 cái hả? Phải không? Vậy thế, vậy dùm chị ăn đi cho nó theo dòng kia phòng họ nha. Quay ngược lại là cái bánh lăn gỗ là không được nha. Dì ăn lên lấy đồ cái đã. Bây giờ mình sẽ chế vô khoảng 450ml sữa tươi. Thì mình sẽ cho vô cái phần trứng này luôn. Bây giờ phần trứng này thôi đã đánh xong rồi nè các bạn. Nó đã đều rồi đó. Giờ mình sẽ cho cái phần sữa này vô trứng luôn. Sữa nó béo quá vậy? Sữa rất là béo mà nó mịn nữa. Cái bánh này rất là dễ làm con ơi, không có gì khó hết trơn á. Nhưng mà không biết làm thì không làm được. Ngồi dần là kaka. Trên trường bán 3.000 cái hả? 2.000 cái hả? Có caramel không? Hả? Có caramel không á? Không biết luôn hả? Không biết hả? Hai thứ nó sữa tươi với lại trứng nó đã hòa trộn nhau rồi thì mình cho thêm một ít cốt. Mình vừa cho vừa khuấy lên. Ừ, vậy mà còn. Rồi, thì sẽ cho qua nha. Lật lại rất là nhiều lần luôn cho cái tại vì nó còn phần cái lợn cợn á cho nên là mình lượt cho nó sạch luôn á các bạn. Wow. Con thấy chưa, còn cái phần này nó xém. Đi bán này chưa đi, bây giờ mà con đi ăn làm cái này ở trường là có nào ngon nha. Rồi xong cái mình sẽ đi rửa này, đi cong rửa này đi, rồi dì ăn lượt lại nữa khoảng 3 lần như vậy đó. Thì cái bài năm ngon đúng rồi, thấy chưa, mịn chưa, mấy giống anh lăn thịt nè. Ngày xưa dì ăn làm cái này bán nè, bán đắt lắm luôn, với kem chuối bên mẹ dì ăn á, bán nha một ngày đâu là 400-500 ngàn tiền kem á, nhưng mà làm cực lắm với da ua. Ơi, nước con nhìn vô đây nha, con nhìn vô đây. Rồi chị ăn làm vô ua luôn. Làm vô ua ngon lắm đó. Buông ngay đi tiên. Nhưng mà ăn đi để quảng cáo hoài, không biết ngon không. Kích thích sự tò mò. Mình sẽ lượt lại lần thứ hai nha các bạn. Còn đâu? Hết rồi. Hết rồi. Rồi mình cho lại một lần nữa. Còn chút xíu. Rồi mình cho qua cái lần nữa đi. Để qua đây à. Lần này là lần thứ ba nha. Rồi một cái nữa là mình kết thúc. Ý, thấy rồi nè. Cái vỏ trứng đâu đây vậy vợ? Rất là mịn rồi đó nha các bạn. Muốn lần luôn. Quá trời thơm luôn rồi. Chịu không nổi. Thơm sữa. Rồi, để dì em đi thắng caramel. Đúng con caramel là gì? Không biết. Con cũng không biết. Cái này. Rồi, để qua đi thôi. Để qua đi. Rồi. Đưa một ống vani. Sau khi mình đã làm xong rồi, các bạn cho vô đây một ống vani cho nó thơm. Chai à. Vani. Đây là ống vani nha các bạn, cho vào một ống. Con quậy lên nha vậy. Con quậy theo chiều á, con quậy ngược chiều là nó gỗ hết trơn. Con quậy cái gì? Rồi, đưa về này, về ăn dẹp cái đó. Đưa được cái này đi, vậy em đem vô cái sọt rác để. Rồi, xong rồi, mình chỉ đợi thắng caramel thôi nha. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ lạp cái caramel trước nha các bạn. Giờ mình sẽ cho vô đây là khoảng chừng 10 muỗng đường. Mình thắng caramel để mình làm bánh lăn.
ba. Giờ mình sẽ sau đó mình sẽ cho nước vào, mình thắn caramel. Mình sẽ cho một ít nước lọc vào. Cái phần caramel này nó gần tới rồi các bạn, gần tới đường rồi đó. Nó hơi vàng rồi đó, nhưng mà anh phải đợi một chút xíu nữa thì cái màu nó mới đẹp. Sau khi mà nó vàng lại thì mình cho một chút xíu nước cốt chanh vô để cho mà cái đường nó không bị đóng lại. Giảm cái độ nóng xuống để thôi nó bị khét. Đừng có bạn, đừng có để cho nó vàng quá là vàng. Vàng quá vàng thì nó sẽ bị đắng, nó bị nhẵn. Mình để được cái độ vừa phải thôi. Cắm ơi. Cắm à. Qua đây chỉ cái này nè. Giờ em xỏng khuôn đi Cắm. Em xỏng khuôn ra đi rồi bắt cái đó ra. Dạ. Kêu Nhi qua tiếp. Nhi ngọt gì bánh Nhi? Nhi à. Giờ nó đã vàng rồi nè, đủ độ rồi đó. Bạn cho nước cốt chanh vô nha. Đều tay mới được. Mẹ đi thôi nó bị khét. Nó vừa độ đó. Mình sẽ nhắc xuống luôn. Bây giờ nóng quá. Xuống để đồ vô nè con. Giờ phần caramel đã xong nè, mình sẽ chén lên, chia đều nha. Kêu Nhi với nó chia đều rồi xong á, Nhi nó chén vô rồi cắm múc cái này để vô nè con. Múc cái này đợi lên nha con. Quậy vừa vừa thôi, cắm quậy quá nó bị bọt á. Vậy bằng cái giá này thì chị. Vô vô con ngồi xuống con lấy giùm chị vô. Đúng rồi, chén rồi, như được rồi. Rồi một đứa chén, chén liền tay liền. Để thôi nó sẽ bị đóng cục đó. Cho nó đều ra không thì lấy cái muỗng vô. Rồi cắm múc để vô cắm. Chị chị. Cái gì chuyện của em á là múc quậy đều lên nha cắm. Quậy đều lên rồi múc để đúng rồi đó. Rồi múc vô khoảng hơn phân nửa chung thôi nha. Lát nó nở cho nó. Phân nửa chung là được rồi. Chị vô đi. Em theo được lên được. Em úp lại nha cắm. Đừng có múc lại. Giang ơi, con lỡ dính vô rồi sao hồi đó sao? Đấy, mẹ tay, con nhét tiền tay. Khoan ơi. Tiếp cái muỗng đi rồi xong rồi đậy nắp lại, một đứa đậy nắp rồi đem lên cho chị em nắp nhau. Con để nắp cho. Chị lấy cho tự đi. Thôi không, chút xíu thì cắm, cắm lại thôi, chút xíu thì con. Chưa Tiên ơi, cái muỗng kia chị cắm chăm cho chút xíu nữa Tiên. Mở không ra ra Tiên. Con cam đường nghe nhé, không đủ đường nghe nhé. Nhiều đủ không gì? Rồi còn đó con. Thôi, bản đi. Thôi con lấy xuống rồi chúng hồi lại trốn cục. Lấy lừa mấy cái này cho chị. Không để vào đây nè. Cái chung là hơi nhiều đó con. Cái hộp cái chung ở đây hơi nhiều. Cái chung là hết con. Đúng. Tiền. Để
cho em đi chị. Chị cam rồi đó, không biết sao. Ơi, đợi mấy cái chùm cho chị mới được. Dưa chị. Dưa lên cái phần cho em. Kiếm chùm cho mấy chị cảm ơn. Xong rồi giờ mình sẽ cho vào nồi hấp nha các bạn, nước sôi rồi. Có cái caramel nhiều, cái caramel ít rồi nè cả nhà. Đúng không? Dạ. Rồi chắc con tiếp chị đi. Mình chắc hấp mình khỏe một củ rồi. Gì nữa? Có mấy hộp nó đóng chưa kính nè. Thơm không? Hôm nay thấy thơm không? Mẹ hấp hai lần đó gì? Em để lên trên luôn đi cả. Được không? Được. Săn kẽ. Để trên nhưng mà săn kẽ. Cái này trứng thì nó sẽ còn nở nữa. Sao chị kêu em làm lưng á, lý do nó còn nở. Hết không thôi. Để nắp vào lại mình hấp trong 10 phút còn thăm chừng nữa các bạn. Giờ bánh ăn chín rồi mình sẽ nhấc xuống. Ui. Giờ đã hấp xong rồi nè, giờ chín rồi nè các bạn. Để đây ngủ một xíu cái mình cho vô tủ lạnh, mình ăn lạnh rất là ngon. Ăn hay vậy? Là mình trộn đường lên đi, mình trộn đường lên phía dưới á. Nó không sẽ vừa ăn đó. Nó đắng. Trời ơi, đắng hả? Hình như caramel nó quá độ hay gì. Không sao, hôm nay mình ăn đi rồi ngày hôm sau nữa gì ăn làm lại.
mình thấy chị Thắng thấy nó cũng cũng dạ. vừa tới lắm mà. Nhưng mà nó béo ha, nó béo. Có độ béo. Ừ. Caramel thì nó hơi nhẵn một chút xíu. Nhưng mà cái phần bánh lăng á thì nó cũng mềm. Nhưng mà nó hơi bị rỗ. Thôi lần này không thành công rồi, mình chỉ ăn thôi. Lần sau mình sẽ làm lại. Lần sau mình sẽ bán. Nó bị tổ ong á. Nó bị tổ ong. Như vậy á. Mới nãy vậy em không có canh lửa. Lửa to quá. Không phải làm lửa nhỏ. Nhưng mà béo ha. Nặng thử miếng cái vàng đi. Thấy à. Nè. Nè hủ đâu? Hủ đâu? Béo ngấy luôn. Nhưng mà em béo hơn con chở không Cẩm? Em dạ, béo. Cái con vàng nó hơi bị đắng hơn. Không còn ít đắng. Tại vì cái này là cái trên lò sao thôi gì nè. Cái sao mà lúc mà chị với Nhi làm á. Con đã xong một cái. Tiếp theo đi. Còn nữa hả? Hết cái không? Hết chục cái không? Chục cái nha Nhi. Sáng cưng nói gì chị cưng nhớ không cưng? Hết cái nè. Nhi, thề để chị đem ra cho ăn đúng chục cái cho cưng ăn hết luôn cũng được. Chị ăn cái đi. Chị ăn cái nữa. Hình như cái này hơi đường nhiều rồi nè. Ủa sao cái này? Ui. 5, 6 rồi đó. 7. Chúc mừng nữa đi. Nó thì vẫn chuẩn nha các bạn. Nó của Nhi hết đó. Chúc mừng em. Nhưng mà nó cũng em ăn hết rồi. Cái này ăn cái lá giống như cái tàu hũ vậy đó Cẩm. Đúng rồi. Nhìn tàu hũ. Sao tàu hũ. Mẹ mời ăn. Ừ? Hay là mình làm tàu hũ ăn bữa nay. Nhà thử coi. Tắng lắm luôn. Ăn ăn. Tắng. Ừ. Cô. Như hôm nay làm thành công rồi. Sau bữa khác chị làm lại. Bánh lần này chứ nó cũng khó lắm. Ơi đổ nước. Đổ nước ha. Rồi. Khơi xong nó có cho nhau. Ăn được quá ha. Cả nhóm nhìn ra để ý ăn được nhiều cái. Nghe chị chổng nó khó ăn lắm. Hậu khó ăn lắm đó chứ mà dễ ăn đâu. Hậu khó ăn. Hậu nó ăn cơm không mà. Có khi nào ăn trứng. Có khi nào ăn trứng xương. Mà cái này thấy ăn cái món nào không ăn chứ cũng nhiệt tình lắm à. Đúng rồi. Ôi. Hơi 10 cái nè. Ừ. Cái này không đủ 10 cái. Hết không? Hết đi. Không đi. 6 cái rồi chị Cẩm. Ăn hết đi. Thôi vậy ăn 2 cái no rồi, béo quá béo rồi. Con hết nói rồi. Là béo luôn. Con cũng vậy rồi. Còn mấy cái 2, 4, 2. Tại dưới quốc hết nha. Cái này á mình làm hạt chân châu để vô. Chờ thôi bảo đảm hết. Hết thiệt luôn. Trời. Béo ngấy luôn à. Ăn xong chồng ngủ rồi nha. Lửa. Ăn chi. Kè tới rồi kìa. Đây nhà mình làm cái món ha, bánh lăng. Thì làm nó cũng để đây là chưa được ơi. Thằng Thắng cái caramel á thì nó cũng hơi nhẫn. Với lại cái bánh nó béo thiệt nhưng mà nó không có cái độ mịn của nó. Thì nếu các bạn ăn làm chưa thành công với các bạn thì các bạn có biết một cách nào để làm bánh lăng ngon hơn thì các bạn nhớ chỉ An nha. An ở clip sau thì An sẽ làm lại cái video này. Nếu các bạn thích cái món ăn nhà mình làm thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nha. Đợi mình chị hả? Xin chúc các cô chú anh chị và các bạn xem rất vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn phía sau. Bye bye, chào tạm biệt. Bye bye đây.